Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Ngân Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Hyundai Accent 2018-2019. Đây em xin mời mọi người sẽ nhìn sơ qua tổng quan của sản phẩm. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Doowon, có chi nhánh tại Hàn Quốc anh em nhé. Mã sản phẩm của nó là 97701H8000 và mã phụ của nó là B300013-49023. Với cái dòng sản phẩm bản đời cao này thì nó sẽ sử dụng cả bun điện và điều khiển cả van đuôi. Nhìn sơ qua thì rất là giống Tucson, nhưng mà cái thân của nó thì hoàn toàn khác. Tucson ở bản cũ của nó cũng điều khiển van điện và pulley. Một thiết kế rất là nổi bật của đời này là mặt bích của nó thì sẽ thiết kế ở trên thân và phần đuôi. Đây, lốc được bắt với thân lốc bằng 4 chân bắt lốc nha anh em nhé. Đây, pulley là chạy bản 50k và có sử dụng mặt hít. Lốc được thiết kế 100% bằng hợp kim cao cấp anh em nhé. Đây, ba phần này, ba phần thân, một phần đầu, phần giữa, phần đuôi. Đây là 4 chân bắt xuyên qua lốc máy này. Đó. Cảm ơn anh em đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.